để là giáo lý viên. Để là một giáo lý viên, ứng viên phải được chọn trên 3 chiều kích: một người trưởng thành, một Kitô hữu tốt, một tông đồ nhiệt thành. Thiếu một trong 3, ứng viên sẽ khó có thể chu toàn sứ vụ của giáo lý viên. Vì không như nghề nghiệp hay vị thế xã hội bình thường, giáo lý viên được sai đi để loan báo sứ điệp nước Thiên Chúa, tức giới thiệu Đức Giêsu, cắt nghĩa mầu nhiệm của Ngài và truyền tải tin mừng của Thiên Chúa đến người khác nhân danh giáo hội. Cùng một lúc, giáo lý viên tìm cách đáp ứng những nhu cầu của những người đương thời đang khao khát tin mừng và trên đường tìm kiếm Đức Giêsu. Để làm được những công việc trên, giáo lý viên phải có một căn cước Kitô hữu trong sáng và phong phú, nhờ một đức tin sống động, một tình yêu trung thành với giáo hội và một khả năng nhạy bén với những thao thức và vấn đề của con người. Căn cước Kitô hữu ấy sẽ chỉ có khi giáo lý viên được trang bị những đức tính và khả năng của một người trưởng thành và một đời sống siêu nhiên gương mẫu. Một người trưởng thành. Một cách đơn sơ, dễ hiểu, người có nhân bản là người sống đúng cương vị con người, sống đúng tư cách làm người, biết tôn trọng phẩm giá con người của mình và của người khác. Dễ hiểu hơn nữa, người có nhân bản là người tử tế, có nhân nghĩa trước sau. Như thế, người có đời sống nhân bản, trưởng thành là người tốt, người có nhiều đức tính làm người. Sở dĩ giáo lý viên phải là người trưởng thành, vì thiếu trưởng thành, thiếu những đức tính của người trưởng thành, giáo lý viên vô tình sẽ trở thành phản chứng hơn là làm chứng, buôn thần bán thánh hơn là rao giảng lời thánh, quảng cáo thương hiệu bản thân hơn là dấn thân vì nước trời. Không là người tử tế, tin mừng từ miệng họ có thể biến thành tin buồn, tin dữ vì rủi ro đã bị bóp méo, cắt xén, đẽo gọt. Đằng khác, người ta sẽ rất khó đón nhận tin mừng nếu người rao giảng là người thiếu tư cách, thiếu phẩm hạnh, không đáng tin, không dễ mến, bởi tin một người chưa từng biết, chưa gặp. Bắt buộc ta phải bắt đầu bằng tin vào lời giới thiệu, vào nhận xét về người ấy của người đang nói với ta. Cũng như tin vào Đức Giêsu, ta không thấy Ngài nhưng vẫn tin Ngài, vì ta tin vào những người đã dạy giáo lý cho ta như ông bà, cha mẹ, gia đình, ông quản, bà trương, ma sơ, cha xứ, anh chị giáo lý viên trong họ đạo. Họ giữ một vai trò quan trọng và có ảnh hưởng cho niềm tin của ta nơi Đức Giêsu. Hầu hết, ta tin Đức Giêsu vì quý mến, tin tưởng, cảm phục họ. Nhờ đó lời của họ, đời sống của họ có ảnh hưởng lớn cho niềm tin của ta. Chúng ta có thể ghi nhận một số điều kiện để là người trưởng thành về nhân bản. Thứ nhất, quân bình tình cảm. Nghĩa là biết làm chủ bản năng, cảm xúc, tình cảm của mình và hướng chúng về mục tiêu tốt lành. Quân bình tình cảm cho phép giáo lý viên nhạy bén trước những thiếu thốn, khổ đau của người khác và cảm thông dễ dàng với họ. Quân bình tình cảm cũng giúp giáo lý viên biết đặt tình cảm của mình vào đúng chỗ và không rơi vào những lạm dụng nguy hiểm. Thứ hai, óc nhận xét phê bình. Để biết nhận định sự kiện, phân biệt đúng sai, phân tích tình huống và thẩm định giá trị của mọi sự việc, biến cố. Thứ ba, tinh thần đối thoại. Đây là điều tối cần thiết, vì thiếu tinh thần đối thoại, người ta dễ rơi vào kiêu căng, tự mãn vì nghĩ mình đã nắm trọn chân lý. Thứ tư, tinh thần xây dựng. Để không bao giờ có ý nghĩa tiêu cực, thọc gậy bánh xe, phá hoại, cản trở người khác. Thứ năm, tinh thần làm việc chung. Để luôn tích cực lạc quan cộng tác với mọi người,
Dạy giáo lý là công việc của cả xã hội. Nếu không có tinh thần làm việc chung, giáo lý viên sẽ tư nhân hóa sứ mệnh của giáo hội và biến sứ vụ rao truyền tin mừng thành chuyện riêng tư khi từ chối làm việc chung và không chia sẻ trách nhiệm với những anh chị em giáo lý viên khác. Thiếu tinh thần làm việc chung sẽ dẫn đến những ganh tị, hiềm khích vì ai cũng cho mình là nhất, công việc của mình là số một, thành quả có được là do mình. Dạy giáo lý lúc đó sẽ chỉ còn là dịp để tranh tài, giành ảnh hưởng. Thứ sáu, lòng kính trọng và yêu thương người khác. Thiếu tôn trọng người khác, làm sao giáo lý viên có thể đối thoại và chuyển tải chân lý? Thiếu yêu thương, giáo lý viên nắm chắc phần thua. Vì việc làm của giáo lý viên là loan truyền một Thiên Chúa yêu thương và làm chứng tình yêu đến từ Thiên Chúa. Người bình thường thiếu tôn trọng, yêu thương người khác đã là điều đáng buồn. Giáo lý viên, người được sai đi để yêu thương và gieo hạt giống yêu thương, lại thiếu yêu thương thì hỏi còn gì đáng buồn hơn? Thứ bảy, những đức tính nhân bản khác như khiêm tốn, hiền hòa, vui vẻ, cởi mở, trung thực, kiên nhẫn, can đảm, trung thành, tiết độ. Người khiêm tốn, hiền hòa được mọi người yêu mến. Người vui vẻ, cởi mở, tạo niềm vui và dễ gần. Người trung thực được mọi người tin tưởng, tín nhiệm. Người can đảm, kiên nhẫn, có sức mạnh để thành công. Người trung thành, xây dựng lâu đài tình nghĩa. Người tiết độ, tránh được mọi rủi ro. Tóm lại, để người khác tin lời mình nói, tin điều mình dạy, quý mến người mình giới thiệu, trước hết, mình phải là người đáng tin, đáng yêu, đáng mến. Bởi ở đời, ai tin người thiếu trung thực, ai thương người hung dữ, ai mến người vô cảm lạnh lùng. Vì thế, làm giáo lý viên, chúng ta phải chăm sóc những đáng tin, đáng mến, đáng trọng nơi chúng ta, để qua con người dễ thương, dễ gần, đáng tin của ta, Đức Giêsu được mọi người tin thờ, yêu mến, phụng sự. Một Kitô hữu tốt. Trên bình diện con người, giáo lý viên phải là người có những đức tính nhân bản, bởi không thể làm con Chúa nếu chưa làm con người. Vì nhân bản là nền tảng không thể thiếu, trên đó tất cả sẽ được xây dựng. Chúng ta hay bị cám dỗ tách đôi con người mình tùy nơi tùy thời. Khi cần thì một nửa có đạo, còn nửa kia vô đạo. Ở nhà thờ thì nghiêm trang, sốt sắng, vào chợ đời thì hung dữ chua ngoa. Khoác áo lễ sinh, đeo khăn quàng huynh trưởng thì đạo đức thánh thiện, về đến nhà là quỷ quyệt lưu manh. Trẻ đôi cuộc sống như thế là phủ nhận hoàn toàn đời mình. Vì con người chỉ là một, nên cưa đôi, bẻ nhỏ là vong thân toàn diện, mất mình trong mọi chiều kích. Người có đạo kiểu cưa đôi này thực ra chỉ có đạo trên danh nghĩa. Họ là những Kitô hữu không có Đức Kitô. Kitô hữu không quen biết Đức Kitô. Kitô hữu không làm chứng Đức Kitô. Hữu danh vô thực, đời Kitô hữu của họ sẽ tự động khô héo, úa tàn vì thiếu sức sống của Đức Kitô, mà những ai thuộc về Ngài đều phải kín múc. Cũng vậy, ba nhân đức đối thần là đức tin, đức ái, đức trông cậy, không thể lớn lên trên đất nhân bản khô cằn, sỏi đá, nhưng cần thửa đất người đã được cày xới chuẩn bị. Vì thế, rất khó quan niệm một Kitô hữu, một người mang đức Giêsu Kitô, lại có thể là người không tử tế và sống ngược lại những đòi hỏi căn bản của con người, những luật sống nền tảng của đạo làm người. Người ta không thể hiểu người có đạo lại có thể là người chủ trương và phạm tội ác dịch chủng như nhiều trường hợp xảy ra.
dưới thời Đức Quốc Xã. Người ta cũng khó tin một người dạy người khác yêu mến mà lại gian ác, hận thù. Một người loan báo tin vui, tin mừng mà cau có, giận dữ, gắt gỏng, nguyền rủa, chửi bới lung tung, làm tổn thương, bực bội, buồn rầu nhiều người. Tóm lại, trước khi là một Kitô hữu tốt, chúng ta phải là một người tốt. Vì con người chỉ là một, không thể trẻ đôi, tàng hình. Nhưng thế nào là người Kitô hữu tốt? Thứ nhất, là người không ngừng lớn lên trong đức tin. Đức tin như hạt giống được gieo trồng trong tâm hồn. Hạt giống ấy phải được chăm bẵm, vun trồng mới lớn lên được. Đức tin là ân sủng từ Thiên Chúa, nhưng ân sủng chỉ ở lại với những tâm hồn sẵn sàng đón nhận và hết lòng trân quý. Người Kitô hữu là người tín Đức Giêsu, là Thiên Chúa làm người, vì yêu thương nhân loại, trong đó có bạn thân họ. Kinh Tin Kính gói ghém hết những tín điều của giáo hội mà người tín hữu không ngừng tuyên xưng. Để đức tin được lớn lên, người tín hữu không thể làm gì khác hơn là thực hành đức tin trong đời sống. Thực hành đức tin hay sống đức tin chính là nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi sự, mọi hoàn cảnh, mọi biến cố, và nhất là nhìn thấy Thiên Chúa trong người khác. Đôi mắt đức tin nhận ra tất cả thuộc về Thiên Chúa, tất cả mang bóng dáng Thiên Chúa, tất cả nhắc nhở tình yêu Thiên Chúa, để rồi không ai, không sự gì, không quyền lực, sức mạnh nào, không mời gọi, cám dỗ nào, không hoàn cảnh vui buồn nào, dù đó là sự sống, sự chết, thiên đàng, âm phủ, có thể tách người Kitô hữu ra khỏi tình yêu Đức Kitô. Với bản chất của đức tin là tình yêu của người tín hữu nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người. Như thế thực hành đức tin là sống đức tin một cách triệt để, từ ý nghĩ, tâm tình đến cử chỉ, việc làm, là trầm mình trong bầu khí đức tin. Từ sáng đến tối, từ lúc mở mắt thức dậy đến khi nhắm mắt ngủ say, mỗi ngày mới là mỗi ngày sống đức tin. Mỗi ngày sống là sống một đức tin đang lớn. Mỗi giây phút hiện hữu là mỗi phút giây người Kitô hữu được sở hữu Đức Kitô. Vì đức tin là sự gắn bó đời sống mỗi người vào chính sự sống của Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người. Thứ hai là người không ngừng yêu thương anh em. Đức Giêsu đã định nghĩa người tín hữu là người yêu thương anh em khi Ngài đặt ra một huy hiệu duy nhất để nhận ra ai là người thuộc về Ngài. Người ta cứ giấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con thương yêu nhau. Như thế, không yêu thương sẽ không là người có đạo, không là người theo Đức Giêsu, và tất nhiên không thể được nhận là người tín hữu tốt. Thánh Gia-cô-bê đã khẳng định, đức tin không việc làm là đức tin chết, như thân xác không hơi thở sẽ là thây ma, và việc làm của đức tin chính là đức ái, là đời sống yêu thương như giới luật mới của Đức Giêsu đã truyền dạy. Thánh nhân đã phân tích rất rõ đức tin và nhiều lần nhấn mạnh đòi hỏi phải hành động, phải hoạt động, phải năng động, phải sống động của đức tin. Ngài còn mạnh dạn viết, ma quỷ cũng tin Thiên Chúa, nhưng ma quỷ tin và sợ Thiên Chúa, còn con người tin để yêu mến Ngài. Giáo lý viên là người loan truyền Thiên Chúa tình yêu, cổ võ mọi người sống dưới luật yêu thương. Nếu không yêu, giáo lý viên sẽ là người nói dối, và công việc truyền giáo, dạy giáo lý sẽ không đem lại kết quả. Thứ ba, là người có đời sống nội tâm sâu xa. Giáo lý viên biết giới hạn của mình trong việc loan truyền mầu nhiệm đức tin, giới hạn trong khả năng, giới hạn ở kiến thức, và nhất là giới hạn ở phẩm chất đạo đức, thánh thiện. Nên hơn ai hết, giáo lý viên ý thức sức mạnh của mình
là ở nơi Thiên Chúa. Khả năng của mình cũng ở cả nơi Ngài. Không có Ngài không làm gì được. Không có ơn Ngài không đổi mới được ai. Vì chính Ngài mới là đấng kêu gọi thánh hóa con người. Giáo lý viên chỉ là dụng cụ, tôi tớ bất xứng được Ngài kêu gọi. Với ý thức mình bất toàn, yếu đuối và thiếu thốn mọi sự, giáo lý viên biết mình cần có Đức Giê-xu, cần ở với Đức Giê-xu để được Ngài dạy dỗ, hướng dẫn, ban sinh lực dồi dào cho khôn ngoan sáng suốt. Vì Ngài là đường, sự thật và sự sống. Ở với Ngài, giáo lý viên sẽ được Ngài dạy cầu nguyện như Ngài đã dạy các tông đồ ngày xưa. Sẽ được Ngài dạy yêu mến, sẽ được Ngài dạy tha thứ, sẽ được Ngài dạy phó thác, hy vọng, sẽ được Ngài dạy nhẫn nại, hy sinh, sẽ được Ngài dạy khiêm tốn, nhân từ, sẽ được Ngài dạy lãnh đạo bằng phục vụ, quên mình. Ngài sẽ dạy ta tránh cạm bẫy của Satan, dạy chọn lựa và vâng theo ý Chúa, dạy chạy lòng thương và bao dung, nhân hậu. Và sau hết, Ngài dạy chết mỗi ngày cho tội lỗi để sống lại trong ân sủng của Ngài. Giáo lý viên không ở với Đức Giê-xu sẽ không biết gì mà dạy người khác yêu mến Thiên Chúa. Vì ai biết Thầy là biết Cha Thầy. Không biết, không yêu Đức Giê-xu, chúng ta không thể biết Thiên Chúa và yêu mến Ngài. Nhưng để biết và yêu, người ta cần phải đi theo và ở với Đức Giê-xu như môn đệ của Ngài. Ở với Đức Giê-xu bằng cầu nguyện. Người không cầu nguyện là người không liên lạc với Thiên Chúa, không liên lạc thường xuyên, không ân cần thăm hỏi, không tâm sự gắn bó, làm sao được gọi là tri âm tri kỷ, nghĩa thiết thân tình. Không thân tình nghĩa thiết với Đức Giê-xu, làm sao thuyết phục được người khác yêu mến Ngài? Thánh Gioan đã cẩn thận ghi lại những tâm sự sau cùng của Đức Giê-xu trước khi Ngài chịu tử nạn. Trong bữa ăn chia tay các tông đồ, Ngài đã dặn đi dặn lại các ông: hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cành nào ở với cây sẽ sinh nhiều hoa trái, cành nào tự lìa xa cây sẽ khô héo liền. Vì không có Thầy, chúng con không làm gì được. Và chúng con sẽ được tràn đầy niềm vui vì có Thầy và Cha Thầy ở với chúng con. Ở với Đức Giê-xu là ưu tiên hàng đầu của giáo lý viên. Ở với Đức Giê-xu bằng cầu nguyện, chịu các bí tích, nhất là Thánh Thể, học hỏi và sống lời Chúa, tham dự các việc đạo đức khác như lần chuối, đi đàng thánh giá. Như thế, đời sống nội tâm càng vững, càng sâu, càng thiết tha nồng nàn, giáo lý viên càng xác tín điều mình dạy, mầu nhiệm mình chia sẻ, con người Thiên Chúa mình giới thiệu. Và với ơn Chúa, trong tay Đức Giê-xu được sai bởi giáo hội, họ hân hoan phấn khởi lên đường loan báo Đức Giê-xu đứng cứu độ nhân loại. Một tông đồ nhiệt thành. Làm giáo lý viên, dạy giáo lý viên là làm công việc của tông đồ. Cách đây hơn 2.000 năm, các tông đồ đã được Đức Giê-xu sai đi rao giảng tin mừng khắp môn dân, tận chân trời góc biển, và rửa tội cho những ai sẵn sàng tin theo Ngài, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Nay, giáo lý viên cũng được giáo hội nhân danh Đức Giê-xu sai đi như vậy. Cùng một người sai đi, Đức Giê-xu cùng một nhiệm vụ, rao giảng tin mừng. Giáo lý viên thực sự là tông đồ, không chỉ do sứ mệnh từ bí tích rửa tội, mà còn do bài sai của giáo hội địa phương. Địa bàn hoạt động truyền giáo của giáo lý viên có thể khác các tông đồ Phêrô, Gioan, Andrê, nhưng đối tượng rao giảng cũng là những con người đang ngóng đợi để được nghe tin mừng, để được biết Đức Giê-xu và yêu mến Ngài. Các tông đồ thì bôn ba vất vả từ nước này qua nước khác,
từ miền này qua miền kia. Giáo lý viên chỉ quanh quẩn với những lớp giáo lý vỡ lòng trong giáo xứ hay ở những gia đình đang học đạo. Nhưng bôn ba vượt sông vượt núi hay kế cận gần nhà, hồn người tông đồ vẫn chung một đức tin, một sức sống, một hy vọng, một tình yêu nơi một con người Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô. Đã là tông đồ phải là tông đồ nhiệt thành. Không có tông đồ ươn lười, khô khan, nguội lạnh, hèn nhát. Chỉ những người nhiệt thành, sốt sắng năng nổ, can đảm liều lĩnh mới dám làm tông đồ. Bởi tông đồ như quân cảm tử, phải xông pha mạo hiểm, phải can trường hy sinh, tận tụy quên mình. Cảm tử quân mà sợ khó, sợ khổ, sợ đói, sợ nhục, sợ chết thì còn gì là quả cảm trước cái chết. Làm tông đồ mà trốn lạnh tránh nóng, né khổ đau, lẩn đói khát, chuồn êm trước trách nhiệm, lẻn đẹp khi phải hy sinh, thì tông đồ ấy đến được với ai, cứu vớt được người nào? Chẳng thế mà tất cả các tông đồ của Đức Giêsu, trừ tông đồ Gioan, đều đã đổ máu, mất mạng vì nhiệt tình với sứ mệnh loan báo Đức Giêsu. Nhờ những bước chân tông đồ nhiệt thành, tin mừng mới đến được chúng ta hôm nay. Nhờ trái tim của những tông đồ nhiệt thành, Đức Giêsu mới được nhiều người biết và yêu mến. Những bước chân nhiệt thành, những trái tim nhiệt tình của các vị tông đồ đi trước ấy cũng là những bước chân, trái tim nhiệt tình, nhiệt thành của các giáo lý viên giữa lòng thế giới hôm nay. Thế giới hôm nay đang khao khát Đức Giêsu, và bạn là người tông đồ nhiệt thành đem Ngài đến trong thế giới này. Một cô giáo, thầy giáo dạy chân lý đức tin. Giáo lý viên là giáo viên dạy giáo lý. Vì quả thực, giáo lý viên phải đứng lớp dạy giáo lý cho các em thiếu nhi hay anh chị em tân tòng, là thầy giáo, cô giáo được giáo hội trao phó đứng lớp dạy những điều phải tin, những sự phải giữ, những việc phải làm, những ơn phải lãnh nhận cho người khác. Giáo lý viên mang một trách nhiệm rất lớn, trách nhiệm làm thầy, nhưng là thầy dạy các mầu nhiệm đức tin, dạy chân lý, dạy về Đức Giêsu. Là thầy nên phải biết hơn trò, nắm vững vấn đề hơn trò. Nói tắt là phải giỏi hơn trò. Tiếng Latin gọi thầy là Magister, nghĩa là lớn hơn, giỏi hơn 3 lần. Để trở thành một thầy giáo, cô giáo dạy đức tin có khả năng và đáng tin cậy, giáo lý viên phải có sư phạm, nghĩa là có nghề làm thầy. Nếu không, học trò sẽ khó đạt được kết quả học tập. Thứ nhất, giáo lý viên phải được đào tạo về thần học cơ bản. Giáo lý viên là người trình bày giáo lý của đạo cho người chưa biết đạo. Giáo lý của đạo rất phong phú với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm tạo dựng, mầu nhiệm cứu độ, mầu nhiệm hội thánh, mầu nhiệm con người được Thiên Chúa yêu thương. Giáo lý viên sẽ phải trả lời những thắc mắc chính đáng của người học, không chỉ những câu hỏi về Thiên Chúa, mà cả những vấn nạn từ ngàn đời về con người, như ý nghĩa đời người, đau khổ, tội lỗi, sống chết, thiên đàng hỏa ngục, đời sau. Những giáo trình thần học tiêu biểu cần được giáo lý viên học hỏi như mầu nhiệm tạo dựng, lịch sử cứu độ với dân Thiên Chúa, cuộc đời Đức Giêsu, giáo hội. Thứ hai, hiểu biết về Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước. Kinh Thánh là lời Chúa. Ở đó, Thiên Chúa mặc khải cho con người. Ngài là ai? Con người là gì? Chương trình của Ngài và vận mệnh của con người. Giáo lý viên phải biết cách đọc và chú giải Kinh Thánh, biết cầu nguyện với Kinh Thánh và biết đem Kinh Thánh áp dụng vào đời thường, làm cho người học giáo lý yêu thích Kinh Thánh và giúp họ sống đức tin từ những điều Thiên Chúa dạy trong Kinh Thánh. Thứ ba, nắm vững những cột trụ căn bản của đời sống Kitô hữu: tin, xin, chịu, giữ.
tin những điều giáo hội tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, xin những điều Đức Giêsu dạy trong Kinh Lạy Cha, chịu các bí tích là nguồn ơn sủng, giữ lề luật Thiên Chúa và luật Hội Thánh, 10 điều răn Đức Chúa Trời và 6 điều răn Hội Thánh. Thứ tư, có kiến thức nhân loại để biết con người và thực tế đời sống con người. Những kiến thức về tâm lý, giáo dục, xã hội cũng như kỹ năng sư phạm để trình bày mạch lạc, rõ ràng, khúc chiết, cụ thể, sống động và chính xác chân lý là những điều cần được phát huy, bồi dưỡng nơi giáo lý viên. Thứ năm, được trang bị một khả năng sư phạm siêu nhiên. Giáo lý viên trong ý nghĩa là người dạy giáo lý, được chia sẻ trách nhiệm làm thầy dạy đức tin của giám mục giáo phận và của cha xứ. Khi sai họ đi dạy giáo lý, giáo hội ký thác nơi họ một nhiệm vụ rất quan trọng, một trách nhiệm rất lớn. Chính vì thế, việc đào tạo giáo lý viên được giáo hội đặc biệt quan tâm để giúp giáo lý viên có khả năng loan báo tin mừng nhân danh giáo hội. Giáo hội luôn nhắc nhở giáo lý viên loan báo một sứ điệp duy nhất. Sứ điệp ấy tập trung nơi con người Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người. Đức Giêsu Kitô phải là trung tâm của lịch sử cứu độ. Cựu ước chuẩn bị cho Ngài, quy chiếu về Ngài. Tân ước là cuộc đời và giáo huấn của Ngài. Giáo lý viên phải luôn lấy Đức Giêsu là đích điểm, trọng tâm của các lớp giáo lý. Loan báo ơn cứu độ. Loài người được Thiên Chúa cứu độ nhờ mầu nhiệm nhập thể và phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Giáo lý viên phải cố gắng dẫn người học giáo lý vào dòng lịch sử cứu độ và trong bầu khí cứu độ của Đức Giêsu. Vì một lý do nào đó ra khỏi dòng ơn cứu độ, nội dung bài học giáo lý sẽ có nhiều xác suất sai lạc. Trong giáo hội và với giáo hội là đòi hỏi quan trọng đối với giáo lý viên. Môn giáo hội học rất cần thiết cho giáo lý viên để họ xác định chỗ đứng và vai trò của mình trong giáo hội, nhất là luôn thâm tín mình được giáo hội sai đi và khiêm tốn đặt mình dưới quyền giáo huấn của giáo hội. Sứ điệp Đức Giêsu phải được loan báo một cách có trật tự, bảo đảm sự toàn vẹn của chân lý và nhắm đến mọi người, không trừ ai. Giáo hội cũng chu đáo chuẩn bị cho các giáo lý viên khả năng sư phạm bằng huấn luyện họ theo đường hướng sư phạm của Chúa Cha, của Đức Giêsu và của giáo hội. Sư phạm của Thiên Chúa Cha, đó là cách dạy của một người cha nhân từ, một nhà giáo dục khôn ngoan, khi tiệm tiến và nhẹ nhàng thúc đẩy, cổ vũ con người trưởng thành. Trưởng thành khi sử dụng tự do, trưởng thành khi chọn lựa trung thành. Theo phương pháp sư phạm này, thì bổn phận đầu tiên của giáo lý viên là hướng dẫn tự do của người học giáo lý và để họ tự nguyện đến với Đức Giêsu. Sư phạm của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã áp dụng một phương pháp sư phạm của riêng Ngài với các tông đồ. Phương pháp có tính cách trực tiếp và hữu hiệu của Ngài đặt trên thái độ ân cần, cởi mở với mọi người, nhất là với người yếu đuối, tội lỗi, trên việc loan báo nước Thiên Chúa một cách thẳng thắn, mạnh dạn, trên cung cách tế nhị, tôn trọng người đối thoại và trên tâm tình cảm thông, chia sẻ hết tình, hết mình. Sư phạm của giáo hội là tiếp tục loan báo Đức Giêsu bằng cử hành phụng vụ, công bố lời Chúa, hoạt động bác ái và làm chứng về Ngài, những gương sống của các thánh và những tâm hồn thánh thiện, là những chứng từ sống động có sức thuyết phục đối với những người trên đường tìm kiếm Đức Giêsu. Tất cả phương pháp sư phạm siêu nhiên trên nhằm mục đích làm cho giáo lý viên cũng như người học giáo lý được lớn lên trong ân sủng, như Đức Giêsu ngày càng trở nên khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và loài người. Đó cũng là công việc của Chúa Thánh Thần, Đấng hiện diện trong giáo hội. Ngài sẽ làm cho những người này được thăng tiến trong mặc khải, được ăn rễ sâu trong đức tin
biết dành cho Đức Giêsu chỗ đứng trung tâm trong đời mình, biết lấy tình yêu thiên Chúa làm lẽ sống và sẵn sàng dấn thân đi theo Đức Giêsu phục vụ mọi người. Sư phạm siêu nhiên ấy cũng cổ võ sự gắn bó thân tình giữa con người với Đức Giêsu bằng phát triển mọi chiều kích của đức tin, để đức tin trở nên một đức tin tìm biết, đức tin cử hành, đức tin sống và đức tin cầu nguyện. Xin cho hết mọi người ý thức vai trò và trách nhiệm của giáo lý viên trong giáo hội, và ước gì mọi miệng lưỡi đều tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa trong vinh quang Thiên Chúa Cha. Amen.